chúng con có một câu hỏi chúng con nhận được từ một ban hộ niệm, và hiện giờ ban hộ niệm cũng đang ở trên Zoom. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy Diệu Âm, cho con hỏi dùm bạn con một câu. Chỗ bạn con có một ban hộ niệm, khi đến hộ niệm cho người bệnh mà vị trưởng ban không điều giải chư vị trong pháp giới, lúc người bệnh xả bỏ báo thân, chỉ điều giải một lần rồi 3 tiếng sau mới điều giải, như vậy có được không? Cuộc hộ niệm thành công ít lắm, hay cứ mỗi tiếng là hồi hướng cho hương linh và điều giải cho chư vị trong pháp giới luôn đúng không ạ? À? Con xin thầy từ bi cho ban hộ niệm của bạn con một lời khuyên ạ. À. Con xin thành kính cảm ơn thầy Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Điều giải chư vị trong pháp giới nên thực hiện trước khi người đó ra đi nữa là khác. Và Diệu Âm thường khuyên là ngay trong những cuộc hộ niệm đầu tiên, dẫu rằng mình chưa thấy một cái hiện tượng gì gọi là trở ngại từ oán thân trái chủ hay là cái duyên chẳng lành gì với chư vị trong pháp giới, nhưng mà người hộ niệm chúng ta cũng thành tâm xin điều giải với chư vị pháp giới hữu duyên thì hay vô cùng. Tại vì mình nhớ là mình là phàm phu nha chư vị. Phàm phu thì chắc chắn 100% luôn, không có phải là 99.9% đâu. Mình đã tạo tội nghiệp với chúng sanh nhiều lắm, mình đã làm cho người ta đau khổ nhiều lắm, mình tạo tội lỗi với họ, thì bây giờ mình thành tâm xin sám hối với họ là cái chuyện hết sức bình thường. Và luôn luôn người bệnh xin thành tâm sám hối rồi thì người hộ niệm xin điều giải chư vị, khuyên tất cả hãy buông xả oán thù ra, cùng nhau niệm Phật, cùng trở về Tây Phương, cùng hướng đời an vui cực lạc, hay hơn là chấp vào đây để tất cả đều chịu nạn. Như vậy điều giải oán thân trái chủ không phải là đợi chết rồi mới điều giải, mà điều giải ngay trong những lần đầu tiên hay hơn. Rồi trong những buổi hộ niệm như vậy, mình luôn luôn khuyên người bệnh là thành tâm sám hối lỗi lầm. Chính cái lòng thành tâm sám hối lỗi lầm của người bệnh nó có giá trị vô cùng to lớn, và chính nhờ cái lòng thành tâm sám hối này mà người hộ niệm mới điều giải được. Như vậy thì khi mà ra đi xong, thường thường chúng ta cũng tiếp tục điều giải, nguyện mong cho tất cả chư vị cùng bỏ qua cái tình chấp khổ đau của thế gian này, hãy cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương. Một lời nói không mất tiền mua, nhưng kèm vào đó cái lời nói này từ cái đáy tim chân thành của người hộ niệm, của gia đình, thường thường tạo được cái phước lành rất lớn cho người ra đi, tạo được một cái thuần duyên rất lớn cho họ. Và chư vị nên nhớ là cái lòng thành của mình cảm ứng đến chư hộ pháp, các ngài thương tình giúp đỡ bảo vệ cho mình mà làm cho người ra đi được an toàn. Chúng ta nên cố gắng điều giải nhiều nhiều một chút, đừng nên sơ ý lật lạc quá coi chừng cũng có sự trở ngại vậy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.